Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy toán lớp 3 chân trời sáng tạo. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài tính giá trị và biểu thức tiếp theo. Trang số 35. Hai biểu thức dưới đây khác nhau ở điểm nào? Đây chúng ta sẽ có 2 ta cộng với lại là 3 nhân 4. Đây là hai cây này là hai cây lẻ ra. Còn cái này thì 3 nhân 4 có nghĩa là 3 cây. Và chúng ta có 4 nhóm, 1 nhóm, 2 nhóm, 3 nhóm, 4 nhóm. Còn bên này thì chúng ta sẽ có là 2 ra cộng 3. 2 là 2 đâu? 1, 2. Đó, 2. Còn số 3 là 1, 2, 3. Thì trong này thì chúng ta sẽ có là một nhóm này, là 2 ra cộng 3. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ nhân với lại là 4 nhóm. Đây là biểu thức có chứa dấu ngoặc. Có chứa dấu ngoặc. Khi tính giá trị của biểu thức có dấu ngoặc, đây là dấu ngoặc, thì trước tiên chúng ta sẽ thực hiện cái trong cái ngoặc trước, trong cái ngoặc trước. Mà nếu trong cái ngoặc là có dấu dấu nhân, dấu chia, dấu cộng thì chúng ta lại ưu tiên là làm nhân chia trước ở trong cái ngoặc này nữa. Đó, thấy không? Còn hiện tại thì chúng ta chỉ có ngoặc là ngoặc cộng không, thì chúng ta phải làm trong cái ngoặc trước và sau đó rồi chúng ta mới nhân ở ngoài. Như vậy là 2 cộng 3 là bằng 5. 5 nhân cho 4 là bằng là 20. Con số 4 này chúng ta viết lại bên này thôi. Bài số 1 tính giá trị của biểu thức. Bây giờ cái này là có cái ngoặc. Cái chỗ này là mặc vào là cái có dấu nhân, nhưng mà cái dấu nhân ở ngoài dấu ngoặc. Thì trong cái ngoặc này có dấu cộng. Thì dấu cộng trong cái ngoặc này phải được ưu tiên trước. Tóm lại là trong cái ngoặc không cần biết nó dấu cộng, dấu trừ hay là dấu nhân, dấu chia. Chúng ta ưu tiên làm trong cái ngoặc trước. Đây cái phần này là có ngoặc. Có ngoặc thì chúng ta phải ưu tiên chúng ta phải làm cái ngoặc trước. Như vậy 80 trừ ghi lại, thầy ghi lại. Rồi hai cái này cộng lại với nhau thì chúng ta sẽ được là 55. Rồi, chúng ta sẽ lấy là 80 chúng ta sẽ trừ cho 55 thì chúng ta sẽ được là kết quả là bằng là 25. Bài này mặc dù đã có dấu nhân nhưng mà cái này là trong cái ngoặc. Trong cái ngoặc thì chúng ta phải làm trước. Chúng ta sẽ lấy là 72, chúng ta sẽ trừ cho 67 thì chúng ta sẽ được là 5. Nhân 8 chúng ta ghi lại. Rồi nhân 5 nhân 8 là bằng là 40. Cái này trong ngoặc thì chúng ta phải làm trước. Như vậy 50 chúng ta ghi lại này. Chia ghi lại này. 10 mà ta chia cho 2 là bằng 5. Rồi 50 chia 5 là bằng là kết quả là bằng 10. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 2. Để chuẩn bị quà tặng cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn, Trang xếp vào mỗi túi là một quyển truyện và 4 quyển vở. Hỏi 10 túi như vậy thì có bao nhiêu quyển truyện và bao nhiêu quyển vở? Rồi chúng ta sẽ tính nè. Số quyển truyện và vở có là số quyển truyện và vở có là, vậy là mỗi túi thì chúng ta sẽ có là một quyển truyện và 4 quyển vở. Được. Đó. Đó là một túi ta nhân cho 10 túi bằng. Và cái này chúng ta sẽ làm trong cái ngoặc trước là 1 ta cộng 4 là bằng là 5. 5 ta nhân cho 10 là bằng là 50 quyển. Đáp số 50 quyển. 1 ta cộng 4 là trong một túi. Số 10 này là 10 túi. Chúng ta qua phần tiếp theo, phần thử thách. Na nói với Bi, tớ đã mua trứng 2 lần. Mỗi lần là 3 vỉ trứng gà và 1 vỉ trứng vịt. Biểu thức nào dưới đây giúp Na tính số vỉ trứng đã mua? Mua 2 lần. Mỗi lần là 3 vỉ. Một vỉ là trứng vịt. Mỗi lần là 3 vỉ trứng gà và 1 vỉ là trứng vịt. Vậy thì cái biểu thức nào nó sẽ hợp lý? Như vậy thì đây cái bài này
Thứ nhất là 2 lần trứng, mua 2 lần trứng, đây là 2 lần trứng. Mỗi lần là 3 vị trứng gà và 1 vị trứng vịt. Được. Cộng lại như vậy, đây là cái phần này là phần một lần. Một lần con số 2 này là nó thể hiện số lần. À, cái này là thể hiện là số số lần này, số lần. À, số lần. Còn cái này là cái thành phần trong một lần. À, cái 3 cộng 1 là cái thành phần. Cái thành phần. À, cái thành phần ở ở trong một lần. À, thành phần trong này là làm gì? Là thứ nhất là 3 vị trứng gà và 1 vị trứng vịt. À. Như vậy thì cái đáp án là C, là đáp án hợp lý. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học thì thi bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thì để sẵn đường link của blog. Trong blog thầy giải rất nhiều các đầu sách. Các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc bài học tốt.